Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận một trong token AUN. Đầu tiên thì các bạn đăng ký theo link rep của mình, đăng ký trang chủ của nó. Các bạn vào ngoài cao chọn user. Sau đó các bạn điền username, các bạn điền email, sau đó các bạn nhập password. Sau khi nhập thì các bạn lên các bạn điền name vào. Ở đây thì các bạn điền ví mail, ví mã wallet. Các bạn tích vào nó robot. Rồi các bạn nhấn sao. Các bạn vào Gmail để active tài khoản. Các bạn kích vào link. Nhấn nghe thì sau khi thì các bạn login vào. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là có 100 con AUN. Bây giờ các bạn vào cái link tiếp theo mình để mình làm cái nhiệm vụ để nhìn nó. Link Telegram thì các bạn có kích vào link thứ hai. Các bạn open web. Kích start cho robot. Ở đây các bạn chọn tên tiếng Anh là nghĩa là gì thì các bạn chọn hình ở dưới. Nên show. Các bạn nhấn vào Join. Ở đây thì cái bấm trước thì các bạn đã đăng ký rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái nhiệm vụ đó là follow Facebook. Các bạn nhấn like và điền link profile Facebook phía dưới. Like và theo dõi. Profiling. Sau đó các bạn vào Twitter. Các bạn follow Twitter. Và bot link profile Twitter bên dưới. Các bạn tiếp tục là điền mail. Mail thì các bạn điền cái mail đăng ký tài khoản Authorion.
Tiếp theo các bạn vào wallet, các bạn điền ví my wallet vào. Vào referral link để các bạn có thể lấy link rep này, các bạn gửi cho bạn bè đăng ký để nhận thêm token. Các bạn nhấn tiếp vào Berlin. Berlin thì hiện tại thì chưa có cộng token sẽ được cộng sau khi Twitter và Facebook update để xác nhận lúc kết thúc dự airdrop này. Khi nào airdrop kết thúc thì con sẽ được cộng vào. Mình xin kết thúc video hướng dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like và subscribe để theo dõi các video tiếp theo nhé. Cảm ơn.